Bộ Công an tăng cường cho Bình Dương 250 quân để phòng chống dịch. Ngày 23 tháng 8, Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận 250 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ E28, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đến tăng cường cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công an tỉnh Bình Dương đã bố trí số cán bộ chiến sĩ này cho Phòng Cảnh sát cơ động và Công an các huyện, thị xã, thành phố để nhanh chóng triển khai lực lượng, phân công nhiệm vụ. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, việc Bộ Công an tăng cường lực lượng hỗ trợ cho Bình Dương lúc này là rất quan trọng, hỗ trợ kịp thời nhân lực cho Bình Dương chống dịch và bảo vệ an ninh trật tự. Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã nỗ lực làm việc ngày đêm để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống dịch. Ngoài công tác tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự tại hàng ngàn chốt kiểm soát phòng chống dịch, lực lượng công an còn trực tiếp tham gia hàng trăm tổ xác minh, truy vết các ca nhiễm. Mới đây, do số lượng F0 tại các địa phương tăng cao, cùng với việc các khu cách ly tạm thời không đảm bảo cơ sở vật chất và nhân lực hỗ trợ, nên đã xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường trong đợt này sẽ góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tính đến thời điểm này, Bộ Công an đã tăng cường chi viện cho Bình Dương khoảng 1.000 quân, hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch. Được biết, đến ngày 22 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 3.795 ca nhiễm mới. Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận 70.242 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 500 trường hợp không qua khỏi.